Đúng hộ anh em nhỉ? Siêu trò. Có sao họ nhảy nhảy lên chưa? Lên rồi, anh cứ quay đi cho nó nhấc hẳn đốt lên đi. Cháu chỉ ăn xương bò thôi, cô cuối cùng đi. Cháu làm cô cuối cùng đi xương với mỏng. Vâng, đúng rồi, chú chả cua. Anh ơi, đứa không ăn cho tất cả. Chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo trên kênh Gia Làng Tây Nguyên nha. Hôm nay thì một cái chuyến hành trình tiếp tục, anh em mình sẽ tạm chia tay với Quy Nhơn. Một vùng đất rất là đẹp, bờ biển rất là đẹp và con người rất là thân thiện. Tiếp tục hôm nay thì mình và em Tú cũng đã sẽ đi cùng một xe và thẳng ra Huế. Đêm nay mình ra Huế ngủ một đêm hả Tú? Đúng rồi. Xong rồi kế hoạch tiếp theo thì anh em mình ra đến Hà Tĩnh quê em. Thì ra Hà Tĩnh thì mình sẽ nghỉ lại một ngày với hai đêm, vì là ra tới nơi thì muộn rồi ấy. Thì em chơi ngày với con ấy, sau đó là thêm một đêm nữa thì sáng sớm hôm sau nữa đi thì, chứ không có kéo thật dài thời gian. Cũng Tú thì đi cũng lâu rồi cho nên là cũng muốn về thăm vợ con một chút. Ở đường sau quần áo anh em đang phơi, sáng nay vừa mới giặt xong đấy. Chuyến này thì rất là vui, Tú được anh già làng đi cùng thì có thêm bạn đồng hành để là khám phá những cái cung đường của miền Bắc. Đấy, anh em sẽ đi ra Tây Bắc chơi một chuyến. Trong chuyến đi này thì nếu như mà cả nhà mà là có quý khán giả là kênh của anh già làng ở các tỉnh miền núi như Đông Bắc, Tây Bắc có giao lưu thì cứ để lại bình luận hoặc là đón xem cái hành trình của anh em nhá. Nghĩa là bây giờ trục đường này thì anh em mình đi thẳng ra đến tận Hà Giang luôn cả nhà. Thì trong cái chuyến hành trình này thì cũng tâm sự nhờ em Tú là biết đường đi chỗ này chỗ kia và biết những cái điểm để mà quay nhiều cái video chất lượng để cho mọi người đấy. Thì mình nhờ em Tú sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Và anh em cùng đi thì cứ ai mệt người đấy sẽ thay phiên nhau đấy, lái xe cả nhà. Cái này là cái hay đấy. Rất là hay cái đó. Mình thì cũng rất là muốn đưa anh già làng đi khám phá đời sống bà con vùng cao. Tú thì là có cái máu và khám phá về những cái bản làng đẹp như là cái văn hóa bà con. Và cái thứ hai nữa thì có một những cái hay đó là chợ phiên. Đúng rồi. Đấy, ở miền Trung cũng có những cái phiên chợ mà giáp với biên giới Việt Lào cũng rất là hay. Thì cũng rất là mong là có dịp mà đưa anh già làng đến đấy. Nếu như là cái dịp này ra vào đúng là dịp cuối tuần mà thuận lợi thì có thể đi được thì anh em mình đi, còn không được thì mình vòng về sẽ đưa anh già làng đến những cái phiên chợ biên giới Việt Lào, cũng có rất là nhiều những cái thú vị và đặc biệt. Thật sự là những cái văn hóa cũng như ẩm thực vùng miền ở tất cả mọi nơi thì anh em mình cũng muốn là trong một cái chuyến đi thì cũng sẽ ghi lại cái hành trình cũng như là những cái điều hay về văn hóa của từng người, từng vùng miền để chia sẻ đến với tất cả mọi người. Mọi người có thể là ở nhà chỉ việc là mở điện thoại hoặc là mở TV ra, mọi người không cần đi đâu hết. Mọi người ở yên đó, mình sẽ truyền tải cho mọi người xem nhé. Tới cái đoạn này là sắp hết biển rồi phải không Tú nhỉ? Anh em mình đi đường ven biển, nói chung là nó cũng nằm giáp giáp biển. Nhưng cái đoạn mà đẹp thì Tú cũng quay rồi. Đây, cái đoạn này thì đi xa hơn chút mà sẽ mình chuẩn bị đi vào một, đây là một cái vịnh nước ngọt, là một cái cửa sông thì khá là đẹp. Này, anh em chạy lên tí nữa là quay chia sẻ chút cho cả nhà xem. Còn tầm cỡ hơn 10 cây số nữa thôi là cái đoạn đường này là sẽ nối với quốc lộ 1A này. Đúng rồi anh. Là bắt đầu đi ra tới Quảng Ngãi đúng không nhỉ? Tí nữa mình sẽ là đi ngang chỗ Đề Ghi, cảng cá Đề Ghi. Tới đấy mình sẽ xem được. Tí nữa mình ra đây, ra quốc lộ 1 thì vẫn còn cách khá xa với đấy, khu vực Quảng Ngãi này. Ra Quảng Ngãi xong mà lên cao tốc Quảng Ngãi, đúng Đà rồi. Đi thẳng ra đến Đà Nẵng xong rồi mới ra Huế đúng không? Đúng rồi. Thật sự là những cái cung đường, những chuyến đi thì mình đi thì ngày xưa cái đi theo Google Maps thôi, nhưng mà còn em Tú thì một người là từng lái xe đi Bắc Nam rất là nhiều lần rồi, nên là em Tú có thể là ghé chỗ này chỗ kia biết nhiều hơn mình. Và chuyến đi này thì em Tú cũng sẽ chia sẻ lại cho mình biết thêm những điều hay trên đường đi, có những gì mình sẽ quay lại hành trình chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Đây là tuyến quốc lộ
19B. Đấy, là mình sẽ là đi từ bên khu kinh tế Nhơn Hội, chỗ bắt đầu là mình đi từ thành phố Quy Nhơn ra, mình sẽ là lên với cầu Thị Nại. Đấy, rồi bắt đầu là mình mới ôm theo cái cung đường ven biển này để mình đi, thì nó sẽ rất là thoáng hơn là mình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1. Và hai nữa thì mình đi bên này mình cũng sẽ ngắm cảnh được, cảnh đẹp hơn, kết nối với những cái bãi biển đẹp để mình ngắm. Ở bên này thì các bạn có thể đi là tham quan như kiểu là chùa Ông Núi này, rồi biển Trung Lương này, những cái bãi biển đẹp. Ngoài ra bên ngoài này thì còn rất là nhiều những cái bãi biển khác hoang sơ trữ tình nữa. Sáng nay em có pha nấm uống không? Có đấy, nấm đang để cho nguội đây. Cái này là nấm linh chi lim xanh nha. Đúng rồi, linh chi lim xanh. Cái này là uống giải độc gan rất là tốt. Hôm nào cứ uống rượu bia xong, hôm sau mình uống một cái là nó khỏe rất là nhanh. Đấy, cho nên là bữa nay Tú chuyên uống cái này, để hai nữa là để giảm đào thải cái mỡ trong đường ruột ra. Cái này là những người nào mà bị bệnh gan như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao và trong béo phì, người dùng rất là tốt luôn. Nếu mình dùng chung cái loại này với hoa đu đủ đực ấy. À thế à? Rất là hiệu quả luôn, ngăn ngừa cái tế bào ung thư rất là tốt. Tú hôm qua là ngâm cả một đêm, hôm nay ra tiết ra chất đắng, nhưng mà mình vẫn cố gắng uống. Uống cái này uống sau ăn cơm tốt nhất hay là uống lúc nào cũng được anh? Mà không nên uống lúc đói nhá. Đúng rồi, mình cứ bụng no là uống. Đúng rồi. Uống trong ngày uống thoải mái luôn. Ở nhà là không nên uống vào lúc đói. Tú cũng nó khuyến cáo thế, nó cồn cào ruột lắm. Và cái loại nấm linh chi lim xanh này thì mình cũng đã đi thu hoạch được trong rừng rất là nhiều, và cũng mong rằng là qua những video tiếp cận đến nhiều người xem á, và cũng có rất nhiều người cần đến cái loại linh chi lim xanh để mà hỗ trợ và chữa bệnh cho mình ấy. Thì mọi người cần thì mình cũng sẽ gửi cung cấp cho mọi người, và vừa là lấy cái kinh phí để mà đi làm YouTube, và nếu mà bán hàng mọi người ủng hộ nhiều á thì mình cũng sẽ dành ra một ít tiền để mà mình đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người nghèo đấy mọi người. Đây là những tay nấm linh chi lim xanh mà mình đã đi thu hoạch được ở trong rừng đây cả nhà. Thì những cái loại nấm rất già, thì khi mà đi thu hoạch thì sẽ chọn những loại nấm rất già nhé. Và khi mà đi thu hoạch xong thì mình sẽ để lại cái gốc như thế này để chứng minh là đây là loại nấm rừng chính hiệu nha cả nhà. Mọi người về chỉ việc là lấy bằng chải á, mọi người trà sơ cái gốc đất này ra là mọi người có thể là nấu nước hoặc là ngâm rượu uống nhé. Công dụng của nấm linh chi lim xanh này là nó hỗ trợ về những bệnh như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao, và nó chống béo phì nhé. Và nó đào thải mỡ thừa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt nhé cả nhà. Hiện tại thì mặt hàng nấm linh chi lim xanh này thì mình vẫn đang có cung cấp với cho mọi người sử dụng nhé. Và nếu mà muốn tốt hơn thì mọi người hãy dùng cái loại linh chi lim xanh này với loại hoa đu đủ đực hoặc là lá xạ đen thì rất là tốt nhé. Cái loại linh chi lim xanh này, nói chung là hoa đu đủ đực đen kết hợp với lá xạ đen rất là tốt, thì nó sẽ ngăn ngừa những tế bào ung thư rất là tốt cho cơ thể mình nhé. Nha cả nhà, những cái tay nấm linh chi rất là già và rất là đẹp luôn. Khi mà đi thu hoạch trong rừng thì mình sẽ chọn những loại nấm rất là già nhé, chứ còn những loại nấm non thì mình không bao giờ lấy đâu. Mình sẽ để dành lần sau mà có dịp mình quay trở lại thì mình sẽ lấy tiếp, còn không lấy được nữa thì người khác họ có đi tìm thì họ lấy, thì duyên ai người đấy hưởng thôi cả nhà. Chứ còn khi mà nấm đảm bảo đủ già thì mình mới thu hoạch nhé. Hứa rồi, giờ chấp nhận thôi. Giờ thủng lâu chưa? Nó vừa thủng cái giường này luôn mà. Hả? Cái đấy là nó bị ấy. Cái đấy là nó bị ấy. Vừa bị cái giường này luôn mà. Không thích à? Thủng lốp rồi cả nhà ơi. Vâng, vặn trước mình thích. Vặn mới là thủng lốp giữa đường. Anh vặn đáng. Sao? Sao em? Báo sự anh Sơn này. Cái kích trong này là anh già làng. Đây. Đâu anh già làng lấy này. Mở này này. À. Mở trên đấy trước à? Mở. À, nó xoáy thế à? Rồi. Xoáy ra phát đây rồi mới xoáy nó xẹp vô đúng rồi. Xoáy nó quay vô rồi mới mở ra được. Cho nó nhỏ ra. Thấy chưa? Chưa bao giờ hạ đến lốp sơ cua. Lốp đi 50-60.000 km rồi nó khác. Ui, em ngó thêm kia vào đây. Đây. Wow. Xe của tôi thay lốp tới 3 lần rồi. Kia bản nhựa.
đấy, 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 muốn muốn chỗ đấy chắc nhất có cái đây các bác ạ. Hôm nay hôm nay là này thủ phạm luôn nhựa nhựa thì để sau sau vào trong để kiểu đấy không bắt được lốp. Quá đen cả nhà, đi dặm chút cái đinh thủng lốp rồi. Sắp qua cái đoạn đây là sắp chui hầm Hải Vân rồi cả nhà. Anh già làng mặc dù là chơi đạo cụ cổng chiêng nhưng mà vẫn có một tí võ rồi. Xoay là được, hơi lên một xe là được. Vì nhiều lần rồi, mình có kinh nghiệm quen rồi. Thà quá lại vứt thật thì xong. Chú sự tử xiết vào ạ. Mở ra. Tử xiết vào. Ép lên à? Mở ra đi, mở ra. Ép lên cái lấy cái được rồi. Nguyên xe ông hạ lốp sơ cua mấy lần rồi chưa gì đâu. Xả nhiều lần rồi. Em mà. Được phết đấy. Đừng có đòn phết đấy, đơn giản đâu. Cẩn thận nó rơi mẹ ở đây nó tìm được đâu. Ốc để cẩn thận mẹ. Ra làng không phải nghịch đâu. Rơi xuống đây ông đi bao giờ tìm nhá. Cái nắp cống lên mà tìm. Đấy. Đấy, cho lên. Nào. Cho cái chân vào trước xem vừa không? Mâm úp lên trên hay dưới nhà anh già làng kìa. Xem. Cái này đúng rồi. Bỏ đi. Sao vẫn cách đây này? Hả? Lốp này to hơn lúc kia. Lốp kia, lốp này là có hơi. Chưa được. Chưa, chưa, chưa được. Đẩy lên, chưa, 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 lốp phải đẩy lên. Đấy, vào rồi. Quay vào đi. Ừ. Ok. Bắn lên, anh đỡ lên cho bắn lên. Không, bắn, bắn vào đi. Bắn tay vào đi. Anh đỡ lên, chú bắn nhảy lắm. Anh đỡ dưới đâu. Bắn tay vào, phải bắn lại. Nóng quá chưa? Rồi anh trả ra được rồi. Không bạn đi, bạn nhẹ để bạn đi. Xong rồi anh chặt rồi, chặt tay rồi. Chặt tay thôi. Thả ra.
cái này quên tháo cái nắp ngoài nhỉ. Thôi kệ nào. Cái nắp logo này. Thôi kệ đi, một chạm nó đi. Lắp logo vào biết chứ gì. Quan trọng. Quá nhiều thứ cần phải khử. Tội anh biết quá nhiều. Làm thợ cơ khí rồi mà. Người làm thợ cơ khí người ta quan sát cái nào biết. Cẩn thận nhá, văn nó chắc rồi nhá, tí này. Đi lại thấy một cái đoạn lốp ai đi trước. Lốp ai kìa thế gì. Văn chặt tay hạ kích xong mình siết em ơi. Cho nó hạ. Thôi, hạ bớt một cái kích đi xong siết. Ôi vừa thôi, tròn gen. Tí là ngào lại tháo ra mà. Tháo ra làm gì? Ông này không cháy được đâu. Không cay à? Cay gì nữa, lúc kia hỏng rồi, rách cái gì nữa. Xong rồi. Lúc nào thích lắp cái logo thì lắp thôi. Hạ lốp xuống đi. Hạ lốp mới được. Hạ lốp xuống mới xay được. Lốp này bao tiền một cái nhỉ? 2,5 triệu. Hay là? Đắt hơn cả ấy cơ à? Làm sao bằng lốp của ông được? Không, đắt hơn cả xe của... Fortuner à? Fortuner bao tiền anh? Cũng thế thôi. À. Lốp này làm gì tầm... Không nhưng mà tùy từng hãng nữa anh ạ. Y10 của anh sự là... Y10 của anh à, lốp của 900. Anh... 900 quả. 900 là cái loại loại cứng kia rồi. Mới đẹp, ui loại đấy thì bền lắm, cứ... Một năm, một chú mòn chú đã thay rồi. Đúng nhưng mà chú chạy liên tục ấy. Một năm đều. Đường cũng cao như thế, ít phải là vô cầm đường à. Đá đủ hút có mầm. Thế là anh ra làm là xong. Đá xăng đá rụng là phi ra mầm. Thắng vào đường khó anh ơi. Lấy đà đây, phốc từ xa đây. Không có cái tuyến đường gì mà đá nó không phải ra đấy à. Có xu nhau phi cả xuống đấy mà. Cái đoạn gì mà nó có thêm chỗ. Cắn lùng. Ờ, phi hẳn xuống đấy mà. Bới mẹ trên đá mầm trượt. Anh em mình vừa thay xong lốp thì bắt đầu giờ chui hầm đây cả nhà. Chui hầm xong thì qua khỏi hầm Hải Vân này là tới Huế rồi. Qua đây mới tới Đà Nẵng thì đi 150 cây số rồi mới tới Huế. Đây này không, qua hầm này là đến Huế luôn này. À, tới Lăng Cô luôn không? Ừ, hầm này là chia đôi ra là mỗi tỉnh một nửa đấy. Còn địa phận Huế là người ta để này, địa phận nửa đến Huế này. À, tới đây là Huế rồi. Đấy. Nửa Huế, nửa Đà Nẵng đấy. Ừ. Thật ra là mình đi xe thì kiểu gì nó cũng sự cố hết thôi, không có tránh khỏi được. Chạy xe, mua xe đến bây giờ là chạy 65.000 km rồi, bây giờ mới hạ lốp sơ cua là ngon lắm rồi. Anh thì hạ 3-4 lần để cho kiểu như mình chạy qua mấy cái đường gồ ghề đấy, mà mình đi đá ở đấy nó lũng nhiều nữa. Xe mà bây giờ 65.000 mới hạ lốp sơ cua, các bác biết rồi. Bây giờ là anh em mình đi tới Huế rồi cả nhà. Thì đến với Huế thì chắc chắn là mình sẽ thưởng thức là đặc sản từ Huế. Ở đây là bún bò Huế. Dạ, chào cô nhá. Đây là món gì đấy cô? Có là đầy đủ đó, bún bò Huế là đủ món. Đủ món luôn, có cả bò xương xương giò là kia nữa hả? Xương giò bò gắn với bò tải. Cô bán cái này lâu chưa? Cô bán 42 năm rồi. 42 năm rồi. Wow, quá lâu, quá là một món gia truyền rất là lâu đời. Gia truyền ngày xưa mẹ gia truyền cho cô đấy. Yeah. Thế ở cái địa điểm mình ở đây là 95 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế nhé cả nhà. Cái thành phố Huế luôn. Thành phố Huế. Cả nhà.
Rồi. Cái thành phần cái này là có nhiều đồ lắm như cô nha cô nhà. Xương bò, trứng bò, xương bò, quá giò, heo. Cô cho cháu cái gần nhá. Cho cháu một cô dạ rồi. Ô đã chưa? Thôi chứ là một nồi thiểu cũng thiểu cái gì hết. À rồi bên đây nè. À. Cái gì hết? À. Bên này với bên kia giống nhau không cô? Giống nhau hết. À. Xương bò ạ. Khiệu của giò. Dạ. Cho cháu một tô có nạm không cô? Có cháu nạm với lại với mọc này nhá. Một ngày cô bán ở đây được mấy 200 tô. 200 tô. Buổi sáng 200 tô. Rồi, bây giờ đến lượt mình rồi. Cô cho cháu hai bát công hành nhá. Rồi rồi, hai bát công hành. Nó làm cái đồ quá là ngon luôn nhà ơi. Vào trong này vào ăn cơm đi. Dạ, mời chú nha. Rồi nước rất là ngọt, ở đây nghe bốc mùi lên là rất là thơm luôn. Mời chú vào ăn. Mời chú ngồi ăn sáng chú ơi. Cô bán một mình, cô với chú bán hả? Không ai phụ hả? Cô với chú thôi. À, không sao không gọi người làm thêm được không? Có, được con bây giờ mới đi học đấy. À. Mình hai lò nước này là giống nhau hay cô? À, ngon quá nhỉ. Tiết rồi huyết rồi xương. Tiết xương cua chả bò. Anh mà thích ăn xương thì anh ăn xương bò đi, ngon này. Dạ, cô cho cháu gần. Cháu xương bò với cô cho cháu gần nhá. Anh ăn xương với mọc. Với gần thì anh làm tô đặc biệt đi. À tô đặc biệt đi. Giờ mức đặc biệt thì chứ. Dạ. Đặc biệt đấy thì còn 50 cho mày. Dạ dạ. Mức đặc biệt là cô thường là bao nhiêu ạ? Thường là 30 cho mày. Dạ. 30 và 25 mày. Cô cho đặc biệt hết đi. 50 mày. Cho cháu là gần nhá, gần với xương nhá. Nghe chảy nước miếng rồi cả nhà ơi. Đây ngon nhờ. Chú này chắc là quên cháu hay sao ấy. Quên được. Ngay đây ngay ra ông theo dõi hết. Dạ. Yeah. Ông loại sáng đâu kẹo đi lắc xe đến mình chứ. Xong là chuẩn chứ. Như ra làng đến bác về đấy. Dạ. Đến quê con chẳng đến đây. Anh ơi, anh có lấy tiền rồi giúp em rồi anh. Tiền sớm rồi chứ. Hai cô chú làm hơi vất vả cô nhỉ? Làm tập buổi sáng. Rất là đông người luôn, cô làm từ sáng giờ làm không kịp luôn rồi nha. Mình nghĩ là một con bún rất là ngon nên là rất là nhiều người, cô chú anh chị ở khu vực gần đây hoặc là những người khách du lịch người ta tìm đến cô quán của cô chú rất là nhiều luôn. Đây là con nở. On nở à? 95 Nguyễn Huệ. Gia truyền bán 45. 42 năm rồi. Cô là được truyền nghề từ mẹ của cô. Năm ngoái em đi là 41 năm. À, năm ngoái là 41 năm rồi. Là một tô bún này cũng rất là kỳ công đó cô nhỉ. Cái dài là 30.000. Dạ, 30.000. Tôi bình thường là 30.000, hôm nay là mình thử ăn tô đặc biệt làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tô. 2 bát thành cô nhé. 7 tô đặc biệt luôn nha cô. Bên này là thịt heo à. Ờ, đầy đủ đấy. Mày đi qua ăn cái gì? Làm cho cháu một tô bò không thôi. Gần gần bò. Câu cuối cùng của cháu là không nó biết nhá. Ngon nhỉ. Nghe cái mùi là thấy thèm rồi đấy. Cháu chỉ ăn xương bò thôi, câu cuối cùng của cháu làm câu cuối cùng xương với mọc. Vâng, đúng rồi, chả cua. Anh ơi, đứa không ăn cho cái thả này này. À, đấy rồi, đấy rồi. Bánh thẳng hẳn nghe. Ăn mấy gì không? Nhà mình chỉ bán buổi sáng, buổi chiều nghỉ hả cô? Anh ơi, bò đi bụng cho công về anh đấy. Lu bu quá nhà. Rất là đông khách luôn.
Cái này cho mình dậy từ sáng sớm con mình nấu coi nha. 3 giờ sáng là con dậy. 3 giờ dậy rồi. Bây giờ là có nồi bún như này rồi. Nó có nhiều loại như là chả rồi rồi thịt tái rồi heo huyết. Ở đây cô có nhận dạy nghề nấu đi cô. Cô dạy nhiều lắm hả? Học về kinh doanh đấy. Bởi vì cái món bún bò Huế này cháu đã thấy xuất hiện rất là nhiều nơi luôn cô. Đất nào có bò Huế đúng là gốc của bò Huế là hẳn khác hẳn. Nhưng mà cháu nghĩ rằng là cái đặc trưng thì nó cũng không bao giờ bằng ở Huế được cô nha. Với lại tùy theo người nấu nữa. Tùy theo người nấu nữa. Dạ. Huế chắc có mưa dành bún lắm, hương vị hết hơi món. Dạ dạ. Ra Huế ăn bún bò Huế vẫn là chuẩn hơn. Được mấy tô rồi? 3 tô. Dạ dạ. Cái này phải nhiều nhiều chứ, cái này ít quá. Là một tô đặc biệt để lấy sức hôm nay là đi ra ngoài. Hôm nay đi đây. Hôm nay ra Hà Tĩnh luôn đi cô ạ. Dạ. Hôm nay ra Hà Tĩnh luôn ấy. Dạ. Rồi. Cô múc chú là chỉ việc bưng bê thôi. Chú có nấu được không cô? Chú cũng nấu được. À. Chú chỉ bưng bê thôi đúng không? Bưng bê. Hai bác nữa hả? Thế là còn bác mình với Tú thôi. Cô cho bác con cháu đừng có cho heo. Con bạn được phải ngắn. Cho bò, con bò với lại cho con bò thôi. Đây. Đánh bắt của chú với con cháu xương bò. Bây giờ làm không ăn lợn à? Cháu xương bò thì không ăn lợn đâu. Cháu xương bò thôi. Có ăn tiết được không? Có. Tiết với xương bò với lại mỡ bò đấy. Đấy, gân bò đấy, xương bò gân bò đấy. Rồi dùng dưa đó cho thẳng. Xương bò gân bò thì nó mới ngon. Dùng dưa tôi dùng đâu. Đồ này của cháu đúng không? Đây. Rồi đã. Rồi. Mời mọi người ăn sáng đi. Ông người ta hát thấy dầu hổ biết là tên nào biết là 71 tuổi đó. Vâng. Thôi mời mọi người ăn sáng đi, mời mọi người ăn sáng nha. Mời chú ăn sáng nha. Dạ. Ngạc nhiên chưa? Vâng, ngạc nhiên luôn. Mời các anh nha. Thưa bác nha. Đấy. Quý tị. Đâu, nhắc ngờ nhé. 70 tuổi nhìn quá trẻ. Đấy. Dạ. Tại vì biết buông. Người già, người non. Biết buông. Mời cả nhà ăn sáng nha. Hâm mộ Gia Lan lắm nha. Dạ, cảm ơn chú nha. Mời chú ăn sáng nha. Ok. Mời anh em nha. Mời chú ạ. Mời chú. Đây chú. Nước ngọt đấy. Ngon không? Ngon đấy. Đúng. Nghe kênh tủ là đình đội tên kênh mà sao còn trở lại đấy. À, ta thấy có theo dõi đến cái điểm ám. Để tạm biệt bạn chưa? Giờ biết tại vì nghe đâu là nó tạm cho 50% chứ không cho 50% có theo dõi đấy. Anh em chia sẻ cái ông nọ người ta ấy ông cái đào ông hàng tôi theo dõi anh em dạ tuyệt vời các bác ạ.
Nghe chú ở gần đây không chú? Gần. Rồi anh em đi ngồi cho mừng, mời anh em về nhà coi như nhậu bữa. Thì kết nối Gia Lang đúng nghe, lấy số điện thoại Gia Lang này. Dạ, tí lấy số chú. Đấy, tí rồi lấy luôn. Dạ. Nếu rồi tôi có theo đăng ký kênh mà. Mình tùy chứ, tùy người dựng chương trình chứ, bao nhiêu nội dung phong phú mà. Nhưng mà cũng ví dụ như là 3 ngày thì nên ăn tốt, mà thích thì cứ ăn ngày nào cũng ăn ấy, chẳng hạn như chú ngày nào ăn cũng được hết. Tại vì nhiều món. Chú cũng ăn cay thấy nhỉ? Ờ, đi bắt chước Gia Lam á. Cay nhỉ? Ờ, bắt chước Gia Lam. Tại vì việc thêm một cái thông tin rằng là ăn cay thì bao giờ bị bệnh phổi. À thế ạ. Chích khoát luôn, ai ưa chứng minh thì chứng minh luôn. Ăn cay là không bị bệnh phổi. Không bao giờ bệnh phổi, nếu uống bia là điều cũng bao giờ bị bệnh thận. Không bị bệnh gì chú? Uống bia là không bị bệnh gì ạ? Không bị bệnh thận. Thận à? Thận, bị thận. Đó đi tiểu nhiều đúng không ạ? Ừ? Đi tiểu nhiều đó là một phần, còn những phần khác nữa. Những lý do khác nữa. Không thận nhưng mà sẽ bị gan. Đấy không. Trời ơi uống cái kiểu mà điều hòa là, một chai 65 mình về cộng thêm một chai cấp lấy ổi hắn mới gan chứ còn làm sao mình ăn giờ này mà uống coi như thế. Như về nhà là chú mà uống về rồi trong hương nha. Làm sao mà gan? Rồi sông cao sao gan? Uống rượu khẩu Ba Lan vô của bạc bên sau gắn. Đấy. Uống rượu sâm Ngọc Linh là sao gắn. Ai mà uống ba xí đế luôn. Mà uống ba xí đế thì nên uống là rượu sake. Thế mình bây giờ mà cái đó là bài thuốc thôi. Uống rượu sake. Và sake của Nhật. Hay là chú ăn tay cho đỡ khỏi bệnh nè. Ta chơi rồi. Mai hai em mình ngon. Mình là mang anh Trang đi lên vùng gọi là miền núi một tí đó, gần 30 cây mà lên đi ngang uống cà phê với xong coi như mà mình có cái thời gian để mà gặp may mắn mà gặp được em này. Ừ. Thôi là thoát rồi đâu nữa được. Bây giờ hôm nay được lên TV. Bác đăng ký rồi là làm Tây Nguyên. Đăng rồi. Bên đây mình chưa nè. Rồi. Tất cả đều theo dõi cách mấy năm nay rồi mà. Sườn bò này rất là ngon luôn rồi nhà ơi. Ừ. Sao rồi? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng nữa là về nhà mà ăn uống bữa mà mơ ước uống rượu có một khẩu bài làng của Hợp Minh mà quảng cáo hấp dẫn quá. Anh Sự anh vất vả đấy, cố gắng ăn nhanh để cho em vào ăn cân cùng cho vui ấy. Thấy tốc hành có bún đầy như thế mà đấy. Thường ăn bún thì sao rồi chú ăn chậm chú đợi tốn nè ăn chậm má. Rồi mời cả nhà ăn sáng nha, ngon quá. Lần thứ hai quay lại Bún Huế On à? Lần đầu đi bị bé Tâm Vàng này. Vâng, nói chuẩn luôn. Trời ơi, theo dõi mình này. Tự nhiên mình theo dõi mà hết lòng, hết tâm, hết sinh, hết linh hồn về muốn khen chuyện hả? Đâu, cháu đang âm thầm tí nữa lấy số chú. Để khi nào cháu với Già Làng vòng về là ghé đi chơi chú một ngày. Ok. Cho chú với Già Làng hát với nhau, đi dạo với nhau. Ok luôn, hai cây guitar. Vâng. Mang theo lên chơi luôn á. Và cháu cũng đang muốn ghi một bài nhạc. Tính kết, cô Huế có Huế, cứ Hà Giang có Hà Giang. Chú viết một bài về Hà Giang rồi. Viết một bài về Hà Giang rồi. Người dân sáng tuyết. Thấy không?
Trẻ tỉnh san tuyết thôi. Hay không? Đấy, trẻ trà san tuyết đúng không? Đúng. Ôi giời, đỉnh cao. Đỉnh cao không? Bây giờ cái này mà phải là các xem các trên là YouTube là nên là làm cái clip này. Nên là Hoàng Su Phi chơi luôn. À được, nối Tây Cung Lệnh. Tây này là năm Tây Cung Lệnh tháng này. Được. Có phải không? Cũng hiểu về ra có. Trời ơi, mấy người với người cũng hiểu đấy. Biết gì mà sao hiểu được hay giác. Đấy, hay quá. Cũng hiểu mà nó sao mà mới mà sáng tác được về một vài hoa dáng. Chú Tâm cười bố cháu. Giáp Ngọ. Đúng rồi, chính xác. 1954. Ok. Mà tính tháng chắc có lẽ chú thua bố. Tại chú sinh cuối năm. Đó rồi cũng từ nhận chiến thắng mấy ngày trong vùng đó. Vâng. Nhận ngày chiến năm. Hôm nay gặp chú sinh ở đây là ở Huế cả nhà thì hai chú cháu mình sẽ song ca một bài hát nhé. Là không được bằng tay đôi chân trời. Chúng ta sẽ ca của Y Phôn Cơ So. Y Phôn Cơ So. Tôi muốn quên đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt xưa cho con đợt đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân cha đi lượm đừng hạt khóc cho con một bữa cơm chiều. Cha đi giữa rừng hoang vu, chân cha đi đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả một đời đôi chân trần. Cho con đưa đòi qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân xa đi đường từng hạt khóc cho con một bữa cơm chiều. Bạc tựa trăng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Bà đi, bà cả đi. Xin chào. Rồi. Cảm ơn chú Sinh rất là nhiều. Chú Sinh là một nghệ sĩ được phố rồi chứ? Không.
ưa Phong cái gì Phong, nghệ sĩ là nhân dân cũng được mà đường phố cũng được, mà nghệ sĩ bất đắc gì được, mà nghệ sĩ chuyên nghiệp bán nghiệp ok đồng nhận hết, mà không bao giờ là khoe bài, không bao giờ đăng, chỉ cần là có thể giao lưu hoặc là chia sẻ đôi khi cho không bệnh. Tại vì bài hát này chú đừng ra cái đăng bảo quyền cho nhé. Bạn đi, bạn đi làm gì đánh? Bạn đi của là đâu phải của mình? Thì vô người so. Vô người so. Bạn đi là thất mã. Tôi xin là một người khán giả đã từng xem video mà rất nhiều được ở nhà. Hôm nay đến với thành phố Huế thì rất là vui gặp chú và trò chuyện chú đi sáng cùng với chú. Hôm nay chú cháu mình cùng song ca một cái bài hát rất là hay. Được chú hát tặng các bác một bài đi. Chú hát riêng đi tặng cho khán giả cho một bài được không? À, hát riêng hả? Riêng tự đàn hát. Bài nhật tình này. Một bài hát có tựa đề là Nở cho em. Bài hát này thì của một người em bạn tên là Lâm Mỹ Linh. Sau khi nhờ là ra văn bản bài thì lại chia đôi, đó là bên lời bên nhạc. Nhưng thực tế là bài này qua tôi thì tôi biết rõ là đó là bài của Lâm Mỹ Linh. Anh ngờ lại em đêm thâu quằn què, anh ngờ lại đời một mối tình si, ta ngờ lại nhau. Sao một ngày sáng anh nhận lại em, lời yêu một mùa nhận lại mùa thu, chút lá vàng bay nhận lại em dòng. Chiều xưa vắng bóng nở con đò trên nhánh sông xưa, nở cũng biển ly đêm say ân ái, nở trái tim đau dấu kín hương ngờ, nở đến trường đời dám mua, nở đến trang anh nở một lần điệp khúc ngoài ân, ta nở lại nhau nụ hôn yêu dấu, nở lại em một mối vô tình, nở ly rượu cay lòng đau buông ra, nở dòng lệ thương
Có dịp nào đó mà mời chú lên trên Tây Nguyên chơi. Rồi nhận lời. Mời chú hay là chú đã tôi nghe một bài hát nào hay. Bài Nếu Đồng Bằng Quyền nghe. Bài này là tại vì qua anh sinh là qua chú sinh là gì? Là ký bài ra. Chú đừng nhưng lên một người nhé. Mình cũng cái ông này cũng là mình trẻ con mai mốt đẹp mình 50 bàn đánh bất cứ ai luôn. Hứa luôn, không bao giờ đánh một bất cứ ai. Bây giờ anh em mình sẽ dừng video ở đây rồi tiếp tục cuộc hành trình đi ra ngoài Hà Tĩnh nhé cả nhà. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc khén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058333. Gia làng Tây Nguyên cùng bạn kết nối thành công.